Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn ăn rau bí có tốt cho sức khỏe không nhé. Đây là rau bí ở vườn mình trồng đấy ạ. Nó rất là tốt rồi nhé. Bây giờ mình sẽ ngắt để ăn và mình quay về. Những khóm rau bí khắp vườn. Dưới là mình trồng rau bí nuôi gà, trên là cây bưởi các bạn nhé. Rau bí ngô hay gọi là rau bí đỏ các bạn ạ. Rau bí là loại rau phổ biến ở nhiều vùng miền của Việt Nam chúng ta nhé. Tuy nhiên ít người biết được rằng công dụng cũng như những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại ạ. Thành phần dinh dưỡng của rau bí bao gồm các loại vitamin A, vitamin C, chất béo, chất xơ, khoáng chất kali, magie hay là canxi, natri nhé. Ăn rau bí có tốt không? Đó là một trong những câu hỏi mà rất là nhiều bạn được quan tâm. Thứ nhất, nó là cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch nhé. Rau bí là một nguồn cung cấp chất sắt vô cùng dồi dào, giúp tăng cường sức khỏe và cho hệ thống miễn dịch của cơ thể đồng thời. Có thể bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại như là sự nhiễm trùng và các bệnh lý nhẹ các bạn ạ. Rau bí cũng rất giàu folate, là một trong những khoáng chất cần thiết giúp kích thích sản xuất ra đầy đủ các tế bào hồng cầu, từ đó làm biến mất tình trạng thiếu máu ạ. Cho nên là rất tốt với hệ thống miễn dịch nhé. Thứ hai là tăng cường sức khỏe tim mạch. Trong lá rau bí, đây ạ, như đây là lá rau bí chúng ta sẽ thường ăn nhé. Nó có chứa một lượng lớn các chất xơ hòa tan. Loại chất dinh dưỡng này có thể làm giảm sự hấp thụ axit mật từ trong ruột non, đồng thời làm giảm tốc độ của cholesterol xấu trong máu nhé. Khi các loại vi khuẩn ở trong đường ruột phá hủy các chất xơ hòa tan sẽ làm giải phóng ra một số axit béo và khiến cho gan ngừng hoạt động để sản sinh ra các cholesterol ạ. Một khi cơ thể kiểm soát được lượng cholesterol xấu nhé, có thể giúp chúng ta hay là giúp bạn làm giảm đáng kể được nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch, cho nên là rất là tốt khi chúng ta sử dụng lá rau bí này thường xuyên. Ngoài ra trong lá rau bí cũng cung cấp một lượng lớn kali, một loại khoáng chất giúp ngăn ngừa tình trạng rối loạn nhịp tim, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh đột quỵ ạ. Thứ ba là khi chúng ta ăn rau bí sẽ giúp xương và răng chắc khỏe nhé. Trong rau bí rất giàu phốt pho và canxi nhé. Đây đều là một hai loại khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe của hệ xương. Bạn có thể bổ sung loại rau này trong chế độ dinh dưỡng của mình để ngăn ngừa được tình trạng khô cứng và đau xương khớp nhé. Mặt khác, canxi và phốt pho có trong rau bí cũng giúp chúng ta giảm được tình hình thành và hỗ trợ nhé, bảo vệ men răng cũng như răng miệng, từ đó ngăn ngừa được tình trạng sâu răng và níu răng nhé. Thứ tư nữa là giúp ngăn ngừa lão hóa sớm. Trong rau bí chứa một lượng calo, đây là một trong những chất chống oxy hóa mạnh, có thể bảo vệ tế bào trong cơ thể khỏi sự tác động của có hại từ gốc tự do dẫn đến cái tình lão hóa sớm ạ, làm giảm thiểu các nốt đồi mồi, lếp nhăn, mang lại làn da tươi tắn, hồng hào, dạng rỡ và trẻ trung nhé các bạn nhé. Thứ năm, giúp làm đẹp và săn chắc da. Trong rau bí cung cấp hơn 40 loại vitamin A, chiếm đến 5% giá trị dinh dưỡng thiết yếu hàng ngày của bạn. Vitamin A là một trong những chất dinh dưỡng hữu ích đối với sức khỏe của làn da, giúp da trở nên mềm mại và đàn hồi tốt hơn nhé. Khi da được cung cấp đủ độ ẩm sẽ ngăn ngừa được cái tình trạng như khô da, vẩy lến ạ. Và thứ sáu nữa, giảm thiểu các triệu chứng viêm khớp dạng thấp. Khi cơ thể bị thiếu hụt vitamin B6 có thể dẫn đến các triệu chứng như viêm khớp dạng thấp. Các nhà nghiên cứu đã cho biết rằng những bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp cần bổ sung thêm nhiều vitamin B6 vào chế độ dinh dưỡng vì họ thường phải đối mặt với các cơn đau khớp và đau cơ.
liên tục do tình trạng viêm mãn tính xảy ra các bạn nhé. Thứ bảy là chống ung thư và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong rau sẽ giúp bạn ngăn ngừa được các bệnh ung thư một cách hiệu quả. Chất xơ trong rau mang lại lợi ích đối với hệ tiêu hóa của cơ thể, giúp hỗ trợ và cải thiện chức năng của đường ruột, từ đó ngăn ngừa tình trạng táo bón hay đường tiêu hóa như viêm túi thừa đại tràng hoặc là bệnh trĩ nhé. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn rau bí có rất là nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, nên chúng ta có thể bổ sung thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng của ngày hè ạ. Và các bạn có thể luộc xào nấu canh nhé. Đấy ạ. Và bây giờ mình sẽ cắt rau bí về để mình chia sẻ ạ. Đây ạ, mình sẽ cắt những cái ngọn rau như thế này nhé, để cho nó lại lên các ngọn rau khác ấy ạ. Những cái ngọn dài này. Tại sao mình phải cho lên trên cái cây gỗ này ấy, cành củ này ấy, để khi mưa ấy thì nước mưa nó không bám vào rau, rau nó không bị bẩn thì ăn sẽ rất là tốt và sạch nhé. Gà nó không thích ăn cái rau bí các bạn ạ, vì nó dặm. Thì mình mới trồng được, chứ còn đâu như rau cải mà trồng ở đây thì gà nó rỉa hết ạ. Đã rửa sạch, mình ngâm nước muối rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đem đi để mình luộc nó lên nhé. Ngày hè chúng ta có thể luộc để ăn với cà, với thịt rang hoặc tôm rang ạ. Các bạn đun mình nồi nước sôi lên nhé. Và mình cho vào đây một ít muối ạ. Bây giờ mình sẽ cho rau vào ạ. Chỉ cần rau sôi lên khoảng 2 đến 3 phút là chín các bạn nhé. Nước sôi lên ấy, nồi nước luộc rau này. Cứ cho lửa to để cho rau giữ được độ xanh nhé. Mình không nên vò lát rau, mình mà là vò lát rau ấy các bạn ạ, sẽ làm cho các chất dinh dưỡng trong rau nó ra nước hết, thì khi chúng ta ăn chỉ là cái sơ và bã thôi. Cho nên là chúng ta chỉ cần rửa sạch là được ạ. Sẽ không tốt cho sức khỏe ạ. Rất đơn giản là mình đã có đĩa rau cho gia đình thưởng thức rồi. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ẩm thực miền quê ạ.